Ok, chào tất cả anh em đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em cung cấp đến tất cả anh em. Hôm nay về được một lô súp gồm có 8 quả BRE. Có 8 quả BRE nhé. À có 9 quả súp BRE. Đấy, thùng hiếc thì vừa được tháo ra, nhưng mà chưa kịp vệ sinh siếc gì. Nhưng mà mai em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác này. Bát súp đây, tên của súp đây, BRE này, mã của nó là EX118 này, công suất max của nó là 1800W ở 8 ohm này, còn công suất bình thường của nó là 1000W này. BRE, anh em cần một con đẩy công suất tầm 1500W thì hãng phang con này nhá. Đấy, khủng luôn, màng carbon từ 28 côn 152. Đấy, từ 28 côn 152 và đời nó rất cao nhá. Đời có đời là tháng 9 năm 2017 này. Và có bát súp của nó là đời tháng 10 năm 2019. Đấy, toàn bộ của nó là màng carbon. Màng carbon thì cái màng này thì em chưa thổi bụi thổi biết gì. Chưa thổi bụi gì đâu nhá, vẫn còn nguyên bụi này. Vừa mình tháo ra tay chân vẫn còn bẩn các bạn. Đấy, nhưng các bác nhìn xem này, cái mặt dưới của nó thì cực kỳ là đẹp, màng carbon. Và các bác nhìn này, ở đây là có nhìn, các bác nhìn thì thấy cái đồng bên trong kìa. Cái đồng này là đồng dây côn dây dẹp nhá, côn dẹp cực gấu. Cái dòng này thì dành cho những anh em nào mà chơi những sự kiện này, và chơi những nếu mà chơi gia đình thì chơi những gia đình thì cực kỳ là gấu mèo luôn. 350 từ 28 côn 152. Đấy, một dòng súp cực gấu. Và giá thì em để cho anh em là 8.500.000 một quả. 8.500.000 quả. Khá là nhiều kênh người ta tư vấn cho anh em là nhiều hàng giả, hàng nhái đấy. Thì đây nó có bác là bao cho anh em hàng xịn nhá. Xịn đẹp và chất luôn cho các bác nhá. Xịn đẹp và chất, màng carbon. Màng carbon. Bao đẹp, bao zin luôn cho tất cả các bác. Từ 28 côn 152. Đấy, anh em nào lấy được quả nào thì nhắn tin cho em. 8.500.000 một quả thôi. Giá đó em bao ship cho tất cả các bác. Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá.